Như đã hứa với mọi người thì hôm nay là tôi sẽ câu bóng 4, bóng 5, bóng 6 ở những cái vùng nước đặc biệt để xem thử coi nó có lên cá đặc biệt hay không nha mọi người. Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Thì trước khi bắt đầu video mới ngày hôm nay thì mọi người nhớ cho mình xin một like và một lời đăng ký kênh với nhé, và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bình thường mà những cái vùng nước mà đặc biệt như thế này á, thì chúng ta chỉ có thể mà câu được bạch tuộc đá đặc biệt. Nói chung á là không phải là lên cá bóng 4, bóng 5 đặc biệt gì đâu mọi người, mà tôi chỉ muốn là coi nó có lên bóng 4, bóng 5, bóng 6 ở đây được hay không thôi. Còn nếu mà nó lên thì tôi nghĩ rằng là chắc là nó cũng lên cá thường thôi, chứ không thể nào mà nó lên được cái con mà giống như là cá voi sơ y đặc biệt hay là cá voi đầu công đặc biệt thì chắc là không có rồi, đúng không? Vì những cái con cá đó là nó đâu có chế tạo cái gì đâu mà sao mà có được mọi người. Thì nói chung là để câu thử coi ở đây nó có cái gì đặc biệt nữa hay không nha. Rồi ok, nó chỉ lên được bạch tuộc đá đặc biệt thôi à. Rồi ok, nó hết luôn rồi mọi người. Cái thử thách lần này thật sự là nó khó ở cái chỗ mà trong cái khung giờ đó đó mọi người, là mình phải lọc ra được bóng 4, bóng 5 hoặc là bóng 6 thì nó thật sự nó rất là khó, vì cái vùng nước đặc biệt là nó chỉ xuất hiện đâu đó là 5 đến 10 phút thôi, chứ thật sự là không phải là nó xuất hiện. Ổ rồi ôi, phải trưởng vừa hết luôn rồi mới chỉ xuất hiện bóng 6 đây nè. Ôi rồi ơi, rồi ok, để bình tĩnh nha mọi người, để xem thử coi bóng 6 đấy, bóng 6 chưa có dùng nước đặc biệt mà tôi câu nãy giờ đấy, rồi tôi câu cho đến ban ngày luôn đó mọi người. Đấy rồi ok, thành công ở đây nè, đó đừng có đứt nha. Rồi ok, cái khúc này nó cũng hồi hộp lắm mọi người. Nói chung là bóng 6 lâu lâu xuất hiện lần này chứ không phải là xuất hiện thường xuyên, mà mình quen dần với cái nhịp điệu nó của nó nha. Nói chung là có được cái chiếc cần câu mỏ neo á là cũng ngon. Rồi ok, đây rồi ok, cái gì đấy, cá phôi đầu bò. Ôi rồi ơi, đầu công mà cũng không ra được luôn á, chịu luôn rồi đó trời, cứ ra đầu bò xe y miết à, chịu luôn rồi. Đấy, đứng kế bên hố xanh câu mà. Đấy, cũng đây là cái vùng gọi là cái vùng mà biển sâu mà, biển sâu chứ đâu phải xa khơi đâu. Đấy, kiểu gì cũng không chịu ra chứ á, chịu luôn rồi mọi người ơi, có tay luôn ấy. Cái vùng nước đặc biệt đó thì nói chung là lâu lâu kiếm được một cái thôi, mà kiếm được mà trong cái khung giờ mà vùng nước đặc biệt nó xuất hiện á. Ôi, ở đây có quả trứng nè. Rồi ok ơi, có cái bắp cải kế bên luôn kìa. Ôi rồi wasabi ghê thiệt. Bây giờ không ai nhặt mấy cái này hết trơn hả trời. Ôi trời ơi, đứng đập đá chứ không thèm nhặt luôn á mọi người. Tôi tưởng là mấy cái này bây giờ hot lắm rồi nha. Ai nhà nhưng mà hot được có mấy bữa đầu, mấy bữa sau không ai thèm nhặt hết trơn trời ơi. Ôi trời ơi, đây nè. Rồi ok, thêm một củ nữa. Ôi trời ơi, nó nhiều thiệt luôn. Rồi ok, để chế tạo thêm mấy em bét nữa chơi cho vui nha. Rồi ok, để thử đi kiếm vùng nước đặc biệt ở bên bờ La Gia nha. Bữa nay là đi câu lại bóng 4, bóng 5 nha. Bên đây là nó không có bóng 6 đâu. Nói chung là câu bóng 6 riết nó cũng chán rồi đúng không? Tại vì câu bữa giờ là rất là nhiều bóng 6 của mọi người. Bây giờ là mình sẽ thử lại là coi thử coi những cái vùng nước đặc biệt. Với lại là mình câu, nếu mà không có vùng nước đặc biệt thì mình sẽ câu ở những cái vị trí mà rồi là giữa biển xa khơi đồ đây nè, để xem thử coi nó lên nhiều bóng 4, bóng 5 hay không nha. Biết đâu gặp ngay cái góc lắc là ngon luôn rồi sao trời, đúng không? Rồi ok, hồi xưa mà đi kiếm góc lắc không đấy, làm gì mà ra được mấy tới ngoài đây mọi người. Nói chung là kiếm gần mấy cái mé rồi mấy cái biển sâu được không à, chứ không thể nào mà ra ngoài đây được đâu. Ủa, cái này là tôi ra tới cái biên giới luôn rồi. Ra tới cái biên giới là nó sẽ có một cái vườn chướng nghệ vật, đó chính là một cái vách ngăn, rồi là giống như là cái vách ngăn không gian thôi. Nói chung là nhiều bạn bây giờ là cũng mới chơi thôi, chắc là không có ai mà gọi là để ý mấy cái góc câu đúng không? Tại vì hồi xưa là đâu có bóng 6 đâu, đi săn toàn là cả nhà tán, cả nhám voi được không mà phải đi kiếm mấy cái góc câu mà thường xuyên lên cá đó nha. Chứ thật sự mà không phải là chỗ nào mà nó cũng nhiều cá đâu. Nói chung là kiếm được cái góc nào mà nó nhiều cá. Ôi út nằm đi nè. Ôi trời ơi. Rồi ok, để xem thử coi câu ở giữa biển. Cái này là thuyền, nếu mà mình câu ở khu vực như thế này thì nó để là thuyền đó mọi người. Rồi giờ nhà tảng nha, nhà tảng mọi người ơi. Ok, lên nè em ơi. Đấy, đó, nhà búa nè. Ôi trời ơi, tào lao vậy. Giờ ok, tôi đã nhìn thấy một cái vùng nước đặc biệt rồi đây nè. Bây giờ là trong cái khung giờ mà xuất hiện vùng nước đặc biệt này mà phải lọc ra được bóng 4, bóng 5 là hơi bị chua đúng không? Nhưng mà bây giờ là không câu nha mọi người. Nếu mà câu á, thì chắc chắn là nó sẽ lên bạch tuộc đá đặc biệt rồi. Ok, để câu thử coi nha. Nói chung là câu bạch tuộc đá đặc biệt là tôi thấy cũng dễ lắm. Tại vì là cứ kiếm được cái vùng nước này là chắc chắn là sẽ lên được mấy con, 4-5 con gì đó trong một cái khung giờ của nó đó mọi người. Nên là bây giờ là không câu nha, để lọc bóng nha mọi người, lọc bóng cho nó nhanh nha. Chứ thật sự mà câu như thế này á, thì hết giờ luôn, vẫn không kiếm nổi bóng 4, bóng 5 đâu, tại vì nó xuất hiện quá ngắn rồi. Rồi ok, để lọc bóng thử xem sao nha. Rồi ok, đấy rồi, bóng 4 đã xuất hiện rồi nè mọi người ơi. Đó, lọc bóng là coi như là có hiệu quả à nha. Nếu mà gặp bóng 5 là thì ngon hơn đúng không? Nhưng mà thôi, bóng 4 cũng được, để xem thử coi bóng 4 lên cá gì nha. Biết đâu nó lên mấy cái con mà ở này là thuyền hả? Thuyền thì có cái con gì bóng 4 ta? Giống như là cá heo đặc biệt đúng không? Cá heo tím, cá heo vàng đồ. Ôi trời ơi, ghê à nha. Rồi ok, thôi nói tào lao cho vui thôi nha mọi người, để coi coi cá kiếm đặc biệt. Ôi Ôi trời ơi, không có chữ đặc biệt nha mọi người, tôi thêm vô cho nó vui thôi nha. Tính ra là cũng thành công 50% rồi nha mọi người, chứ thật sự mà có mấy phút mà ngồi đó mà lọc ra được bóng 4 bóng 5 là bị chua đúng không? Nhưng mà tôi vẫn lọc được, coi như là tôi chịu khó nha, có chịu khó là được rồi. Miễn sao mà thành công lên được một cái bóng 4 bóng 5 trong cái khung giờ đó là ok, ngon rồi đúng không? Giờ ok thôi để đi đội phong thủy một chút xíu coi. Ôi trời ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Làm cái gì đây trời? Ôi trời. Cái này là hắn đang đập đá hay là hắn đang gãy đầu vậy? Hắn đang dùng cái cuốc để hắn gãy đầu hắn hay sao vậy ta? Mà ngồi trên xe buýt nữa mới ghê chứ. Cái này có đập đông vậy trời, sao không thấy cái dấu hiệu gì đang đập đá chứ vậy? Ôi trời ơi, ngộ thiệt luôn á. Cái này là đập đá chứ gì nữa rồi, ok chính xác luôn. Ôi đập đá lạ vậy trời, vãi chưởng. Ngồi trên xe buýt mà đập đá được luôn á hả? Ôi trời ơi, cái này là chiêu mới á mọi người, ảo thật chứ. Ôi trời ơi, tôi không có xe buýt mọi người ơi, có xe buýt tôi thử xem sao. Tại tôi không có làm nhiệm vụ đó mọi người, tôi lười làm nhiệm vụ á nên là không có lấy được cái xe buýt. Ôi wasabi ở đây quá trời luôn đây nè mà không ai nhặt hết trơn á mọi người. Trời mấy ngày đầu á mà đi nhặt wasabi rồi á, giống như là đi giật cua hồn vậy đó mọi người. Mà đúng tháng 7 luôn mà, tháng 7 đi giật cua hồn chứ gì nữa mọi người. Đấy, bữa nay là chắc là đi giật thì ở ngoài rồi đó mọi người ơi. Còn trên game không ai chịu đi giật cua hồn trơn ấy. Có mình tôi à, sướng dã man luôn đấy. Giờ ok bây giờ đã đủ wasabi rồi đó mọi người. Bây giờ để thử đi ép vài cái con bet để xem chơi nha. Nói chung là cũng lười làm cái này lắm, tại vì xưa giờ không có chơi bet nhiều mọi người, nói chung là không có chuyên về bet nên là nói chung thì thấy nó lạ nó đẹp thì bây giờ mình chế tạo thử xem sao nha. Nói chung là bây giờ là mấy cái này là cũng khó tìm, wasabi là cũng khó tìm đúng không, nhưng mà bữa giờ là chắc người ta cũng tìm quá trời, tại tôi không đi tìm thôi. Rồi ok chế tạo một cái trứng sushi rồi 9 viên kim cương nữa à. Ôi trời ơi, chơi chế tạo chơi thôi mà cũng tốn kim cương đó mọi người ơi. Rồi ok một cái trứng sushi, ok bây giờ để xem thử coi chế tạo cái con nào mới là cái vấn đề quan trọng đây nè. Bây giờ là nó có chế tạo được hết luôn trời ơi. Ôi không, có 5 con thôi, 5 con thôi à. À chế tạo cái con trứng đi, trứng cuộn nè, tại vì tôi cũng nhặt được trứng đó mọi người. Đấy rồi ok, bữa giờ là cũng nhặt được trứng, mỗi một cái con như thế này là phải chế tạo cần đến 5 cái quả trứng. Rồi ok sushi trứng cuộn nha mọi người. Rồi ok để xem thử coi nó đẹp hay không nha. Mấy cái con bet này là hình như là không có ghép bet được đúng không mọi người. Nói chung là tại vì tôi cũng không có năng nó lên level max được nên là không có kiểm tra được mọi người. Rồi ok sushi trứng cuộn đây, cái con này thì thấy nó không có đẹp, nói chung là thật sự là không đẹp, tại vì tôi muốn chế tạo thử đó mọi người, vì nhặt được mấy cái quả trứng đấy, mình nhặt được mấy cái quả trứng mà mình không chế tạo thì nhặt trứng để làm gì đúng không. Rồi ok thấy nó hơi nhạt nhòa nhưng mọi người không có đẹp cho lắm nha. Mấy ngày đầu là mọi người tranh nhau để mà nhặt wasabi xong rồi mắc tình cảm bạn bè hết trơn luôn. Còn bây giờ là nhóc chân đây nè đó, nó mập tùm luôn á mọi người, không có ai nhặt cả. Bây giờ mọi người muốn ép bé đúng không, bây giờ vô nhặt đi, đầy luôn đi nè đó. Trời ơi trời, dành nhau chi mấy ngày đầu cực khổ vất vả. Rồi ok bây giờ để chế tạo lại một cái em bé mới nha mọi người. Thế cái em bé vừa rồi là tôi thấy rằng là nó nhạt nhò quá, tôi không thích cho lắm mọi người ơi. Rồi ok đã chế tạo thành công một cái miếng sushi, một trứng sushi tiếp tục rồi đó nha. Đấy bây giờ rất là nhanh thấy không, tôi đảo có một vòng là đủ rồi đó mọi người, là đủ một con mét rồi, quá nhanh luôn rồi. Sushi trứng cá hồi, ok con này thấy đẹp nè. Đấy con này là đậm đà nè, cái con này là thấy hơi nhạt nhò nha mọi người. Đó, nói chung là bét là phải đậm đà thì chúng ta mới thấy được cái nét đẹp của nó. Giờ ok thì đây chính là bét sushi trứng cá hồi nha mọi người, thấy đẹp đấy, con này là thấy đẹp bà nha. Rồi ok đây nè, đấy sushi trứng cá hồi. Như vậy là tôi đảo một vòng và tôi đã có được 3 cái con bét cho đó mọi người ơi. Đấy thêm 2 con nha, con kia là bữa ngày đầu á, là ngày đầu chế tạo đấy. Rồi ok đấy, con này là nhìn thấy đẹp nè, nói chung mà màu đỏ là thấy đẹp, màu đỏ mà mình trắng là thấy đẹp đúng không? Thôi ok đi tìm cái vùng nước đặc biệt tiếp tục nha mọi người. Bây giờ là cái vùng nước đặc biệt này thật sự nó rất là khó tìm luôn ấy, chứ không phải là nó dễ đâu nha. Đấy, đảo vòng nãy giờ mà không thấy đâu hết trơn á. Thôi ok ngay cái giờ tán đây nè, giờ tán thôi để câu giờ tán giờ Greenland nữa chứ còn câu B01 này thật sự là câu bóng 6 rất là ít đứt dây đúng mọi người. Nói chung là từ bữa mà tôi làm clip cho đến bây giờ là hình như là chưa đứt dây phát nào luôn. Ôi giời bóng 5 đây nè mọi người ơi. Rồi ok ngay cái khung giờ cả nhà tán cái mập Greenland luôn nha. Đấy bây giờ là cái chân câu này là chắc là tôi hay bị tự tin rồi nha, tại vì bóng 6 mà nó chưa đứt bao giờ luôn đó mọi người, thì chứ đừng nói là bóng 5 nha. Bóng 5 là chắc là kéo một phát một mà mọi người ơi, đứt không nổi nữa đâu. Thấy cái chiếc cần câu này đúng xịn, tôi thấy rằng là nó rất là xịn đó mọi người, chỉ là nó không bằng cái chiếc cần câu mỏ neo thôi. Mỏ neo á thì khi mà kéo bóng 6 á thì cái khúc mà kéo mà 10 mấy nhấp á mọi người là nó nhanh hơn, nó chỉ có khoảng 12 nhấp thôi. Rồi ok đấy, ó rồi ơi bậy rồi bữa ơi, giờ 8 giờ Green Land rồi trời. Cái chiếc cần câu B01 này nè mọi người, nó lên bóng rất là nhiều nha. Nói chung là tôi đi câu bóng 6 là nó lên rất là nhiều mà nó không hề đứt dây, rồi đi câu bóng 5 nó cũng lên nhanh nữa mọi người thấy rồi đấy, là vừa chạy ra hố xanh một cái thôi là để một phát là nó lên nghe một cái con mực khổng lồ. Ôi trời ơi, thôi cà bài nó đi, miễn sao là nó lên bóng ổn là được rồi mọi người. Còn bây giờ là giờ cái hồng hồng nha. Nếu mà bây giờ mà chạy vào mà nó lên luôn cái con cái hồng hồng là lúc đó là mới hết hồn đúng không? Tại vì cái chiếc câu này nó tôi thấy nó ảo lắm mọi người. Nó lên bóng mà nhiều dã man luôn, thấy chưa? Trời ơi, ối trời ơi luôn. Đấy, cái chiếc câu B01 mãi đỉnh mọi người ơi. Thấy nó xịn lắm mọi người. Bữa giờ mà cầm nó đi săn bóng 6 thấy đã ghê luôn á. Rất là nhiều, không đứt dây. Rồi đi câu bóng 5 cũng sướng lắm mọi người. Đấy, ok, một năm trời đã quay trở lại cái siêu thị này để câu cái hồng hồng nha mọi người. Chắc là hơn một năm rồi đấy, hơn một năm chắc là không có quay lại đây để mà câu cái hồng hồng luôn á trời. Bây giờ là nó vắng tanh như chùa Bà Đanh gì đấy, không ai đi câu cái hồng hồng hết trơn á mọi người. Bây giờ là bóng 6 mà câu còn tim mà không đập nữa thì bóng 5 là chắc hết gung rồi mọi người ơi. Đấy, rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng luôn nha. Đấy rồi, ok, heo hồng đây, đó. Thấy sự lợi hại của chiếc cần câu B01 cho mọi người. Và thấy sự lợi hại của vùng nước đặc biệt luôn nha. Đấy, nói chung là tôi vẫn lọc ra được bóng 4 ở vùng nước đặc biệt và câu được cái bóng 6 ở vùng nước đặc biệt, đúng không? Ghê chưa? Rồi ok. Thì thôi bây giờ mình xin dừng đây nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho Nana với nhé.